Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hiện tại thì bên em đang đóng một cái đơn hàng là dung dịch táo tuyết để chuẩn bị cưới đi cho khách. Dung dịch táo tuyết thì bên em có hai mã, là một mã 250.000 và một mã 350.000 trên một can các bác nhá. Thì mỗi một can dung tích của nó sẽ là 5 lít như thế này. Đấy. Và các bác mua về chỉ việc đổ vào rồi sử dụng thôi các bác nhá. Và bên em sẵn có máy tạo tuyết, máy tạo tuyết 1.500, máy tạo tuyết 2.000 và máy tạo tuyết 3.000 cộng với lại cái phần dung dịch tạo tuyết này. Nếu các bác đang quan tâm đến các cái dòng sản phẩm máy tạo tuyết rồi là các cái dung dịch tạo tuyết này thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng là bên em nhé. Giờ bên em sẽ đóng nốt vào để chuẩn bị nghỉ thôi, bây giờ muộn rồi, 6 giờ 5 phút rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Bye bye các bác.